Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày cho bạn cách thanh toán gói khuyến mại giấy phép Unity Split từ tài khoản Swapping với Coin Smart. Có thể kiểm tra tài khoản Swapping khả dụng trên trang plcswapping.com ở tiện ích Swapping Smart Balance của trang quản lý. Sang phần thanh toán sản phẩm, đăng nhập lên trang DeFiU. Chọn giấy phép mà bạn muốn mua và nhấn nút Purchase. Cửa sổ lựa chọn phương thức thanh toán sẽ được mở ra. Hãy chọn phương thức thanh toán Swapping Smart, xác nhận đồng ý với các điều kiện bằng cách tích chọn và nhấn Purchase, mua. Sau đó, bạn sẽ được chuyển sang trang đăng nhập Platin Passport. Hãy nhập Login, mật mã để đăng nhập, hoặc xác nhận vào từ tài khoản của mình nếu bạn đã đăng nhập trước. Sau đó, bạn sẽ được đưa vào trang thanh toán. Trong cửa sổ này sẽ hiển thị mã số lệnh, thời gian đếm ngược, số tiền Smart cũng như tài khoản hiện tại của bạn. Để hoàn tất thanh toán, hãy nhấn nút có dòng chữ Y, Y1Z. Chờ thông báo thanh toán. Xong, bạn đã thanh toán thành công cho sản phẩm bằng tài khoản Swapping Smart. Sau khi tiến hành thanh toán, bạn sẽ thấy trên trang quản lý PLC Swapping giảm số ở tiện tích Swapping Smart Balance. Bây giờ, cần kích hoạt giấy phép. Để thực hiện việc này, hãy vào phần menu My License, tìm giấy phép đã mua và nhấp vào nút Active. Nếu bạn muốn xem lịch sử kích hoạt, hãy chuyển đến thẻ Activation History. Xin chúc mừng, bạn đã mua và kích hoạt giấy phép Unity Split của mình. Trong tiện ích Total Unity Split Limit trên trang quản lý, bạn sẽ thấy Split Limit khả dụng của mình tăng lên. Nếu còn thắc mắc, bạn luôn có thể đặt câu hỏi tới đội ngũ hỗ trợ. Chúng tôi luôn hân hạnh được giải đáp cho bạn.